Chiều ngày 6 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo về hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 và diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 7. Hội nghị biểu dương dự kiến được tổ chức vào ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua, đồng thời biểu dương nông dân điển hình tiêu biểu xuất sắc với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, tự lực tự cường, có hoài bão, khát vọng làm giàu chính đáng. Đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tạo thêm động lực thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào nòng cốt của hội trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2046, nghị quyết Đại hội 12 Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 6 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong 5 năm qua, đồng thời biểu dương nông dân điển hình tiêu biểu xuất sắc với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, tự lực tự cường, có hoài bão, khát vọng làm giàu chính đáng. Diễn đàn với chủ đề người nông dân chuyên nghiệp là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân trao đổi về các vấn đề đang đặt ra cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn hiện nay như là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết trong sản xuất kinh doanh, giải quyết những vướng mắc hạn chế trong vấn đề về vốn, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, rồi đào tạo nghề cho nông dân, thay đổi quy trình sản xuất, đảm bảo đầu ra cho nông sản. Và đặc biệt ý, là diễn đàn còn góp phần làm rõ hơn thế nào là người nông dân chuyên nghiệp, và người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp. Các chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn để xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Theo đánh giá của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước với nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tiếp tục đạt được nhiều kết quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Phong trào góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của sản xuất nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua.